con bỏ nhà nó đi quý vị khán giả. Em bỏ cửa hàng sầu riêng, bỏ anh Vui Dừa thương. Không có chơi với anh sư phụ Vui Dừa nữa. Sư phụ Vui Dừa bữa giờ lừa cho nhiều lần hết rồi. Một lần á là lừa cho anh vụ anh Colorman này là mất điện thoại, chờ chân lo muốn xỉu luôn. Sau lúc sau này chị mới biết là hai anh trêu nha thôi chứ không phải. Nên là hôm nay chị coi như là bo xì anh Khương Dừa bỏ đi bụi. Nói chứ hôm nay chị đi theo các bạn thân yêu của Trang kỳ nghỉ ngắn ngày ở Đà Lạt quý vị khán giả. Mà kêu là đi khách sạn mà không biết sao tự nhiên đi ra cái khu nào đó người ta còn xây dựng nữa quý vị khán giả. Rồi ha, kêu Trang không được mang đồ. Cái Trang bận đồ vậy đó. Rồi giờ là kêu đi đâu cho cái đầu mình nè. À, bây giờ Trang sẽ quay cái thủ phạm mà bắt cóc Trang để cho quý vị khán giả biết. Đây ạ, à, đây là bánh phụng mà. Dạ, còn đây là bé Ngọc à. Đó, cái khách sạn ở đâu? Khách sạn nào mà trong cái khu rừng rú như thế này? Khách sạn ngàn sao đó. Khách sạn ngàn sao. Khách sạn của đồi không, rừng cây các kiểu. Rồi, vậy thôi bây giờ mình đi đi. Mình đi 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 vô trong cái khu khách sạn đi ha. Rồi. Ok. Đi Giang ơi, không biết đường mà cứ đi đi. Giờ là hai hai đứa mình tự mò đường vô trong một cái đây cái... là nông trại tên là Twin Bean Farm nha mọi người. Nông trại những hạt đậu đôi. Wow, nguyên một cái vườn hoa quá là đẹp luôn. Đúng hả? Đây là vườn hoa Cẩm Tú Cầu đúng không? Đúng rồi. Có con túi nữa kìa. Oh. À, cái chỗ mình ở là ở trên này không? Đây, đây là cái chỗ mình sắp tới là ở đó quý vị khán giả. Wow. Coi như là trên đồi luôn á, xung quanh là đồng xanh luôn á. Đẹp quá, cái khu này là hoa Cẩm Tú Cầu nè quý vị khán giả. Wow. Mà sao Trang thấy xa quá Phụng ơi. Rồi đây đi, nó xa lắm á. Đi, đi đi theo Phụng. Trời ơi, chị nhìn đi, đây không phải là nghỉ dưỡng sao? Ồ, quá là đẹp luôn. Wow. Đẹp quá luôn. Một cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu nè. Vườn hoa này như chỉ có Đà Lạt thôi đúng không? Đúng rồi. Đà Lạt là nơi nổi tiếng những vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Đẹp quá. Đây chỗ cái bông này bự ghê luôn á. Trời ơi, chị cứ tưởng tượng ở đây mà mình đứng trong này, cái mình có flycam từ trên này xuống là ba ba cái đầu. Cái hoa của hoa này còn đây là cái hoa nhỏ nè. Đó. Ấy cái hoa này nó đang đổi qua cái màu xanh nè. Đúng rồi, hình như lúc đầu nó màu xanh lá cây đúng không? Xong bắt đầu nó càng nhìn nó càng nổ quá màu xanh như nước biển. Nó đổi qua cái màu xanh biển thì đẹp lắm. Đó. Đẹp quá ha. Đúng rồi, ráng đi lên trên đỉnh rồi. Ở đây đang quay cái góc cao quý vị khán giả thấy được nguyên một cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu luôn, rất là đẹp. Vậy em nghĩ là có thể đem để bán nè, hoặc là để kinh doanh. Là để cho mọi người vô chụp ảnh gì đó. Ừ. Đây, cái bên đây là có một con suối. Đường đi đây cũng rất là còn hoang sơ lắm, chưa có cái đường ấy đâu. Mà bữa giờ đi cái hướng nào ta? Bữa giờ Đà Lạt rất là mưa. Đâu cầu đâu? Từ từ nha. Đà Lạt bữa vừa trải qua một cơn mưa cho nên đường rất là. Dạ, đường rất là trơn luôn. Đúng rồi, nó cho thấy đường này đúng rồi đó. Đúng không? Wow, đây là cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu đó quý vị nha. Rất là bự. Nhận đâu có chỗ đâu, đi qua đây nè. Cái cầu. Đúng không? Coi như là hai đứa bị dụ là kêu đi Đà Lạt đó, rồi rốt cuộc là đi đây. Đây cái cầu quý vị khán giả. Wow, ở đây là có dòng sông nữa nè. Wow. Đứa em đây là vườn cây gì? Em biết đây là cây gì không? Đây là cây gì không? Đây là cây cà phê. Ồ. Nè. Đó, đây là cây cà phê. Xung quanh luôn là trồng cà phê quý vị khán giả rất là nhiều.
đúng là cái gọi là gì, nghề chọn mình đó Phụng. Bữa giờ tôi đi vườn làm trái cây nhiều rồi mà hôm nay đi Đà Lạt đi chơi mà cũng bị lạc vô một cái vườn cà phê nữa. Đây là đường đi lên cái chỗ mình ở đây. Ở chỗ này có vẻ khác với lại những cái chỗ khác mình ở một đó, là trước đây mình ở khách sạn. Thành ra là nó là kiểu thành phố. Còn hôm nay là mình phải ở trong rừng. Và cái thứ hai là cái cách mà mình đi tìm khách sạn á, mình phải tự tìm. Giống như mình chơi team building vậy đó Yên nha. Đây anh này anh đang làm vườn nè. Đây cà phê. Rồi. Chị. Wow. Nhà mình có nhà đêm nay của mình đó chị. Dạ. Hai bên đây đều là cây cà phê của Duyên, nhà nguyên một vườn cà phê xung quanh luôn. Đó. Lạc ngàn luôn á. Lạc ngàn luôn á, coi như là lạc đây trong là vườn. Đây là nông trại. Đó, nguyên nhà đấy. Xung quanh là vườn á. Ôi, đứng trên này mà nhìn xuống nè. Đẹp ha, bên kia là hoa cẩm tú cầu. Nhà thấy mà bên kia xa tít, bên kia nãy mình mới đi qua là vườn hoa cẩm tú cầu, còn ở đây là vườn cà phê. Phụng là bạn hồi xưa đi học chung với Trang, ở chung phòng chung giường. Sau khi về Việt Nam học thì mỗi đứa một ngành nghề, nhưng mà vui buồn gì đều có nhau. Này. Sắp tới rồi. Trang sẽ xin giới thiệu cho quý khán giả cái khu này nha. Đây lại gọi là một cái khu cắm trại á ở trên Đà Lạt. Để quý khán giả nào có dịp mình đi Đà Lạt mà mình không muốn ở khách sạn nữa thì mình có thể thử trải nghiệm ở trong vườn, trong rừng kiểu như thế này. Dạ. Đây. À! Có người quay tới rồi quý khán giả. Đây nhìn nó xuống nè. Xung quanh là cây cỏ, rừng thôi. Quá là đẹp. Leo mệt. Vẫn chưa tới nữa. Và cái đường lên đẹp quá. Trời ơi, con chó kìa chị. Khu này là mới các anh vẫn đang làm thôi chứ chưa có hoàn thiện. Do là người quen bạn bè nên là các anh bắt đầu cho thử đi nha. Thử xin mời. Em đi chân mệt quá. Wow, cây cao vút luôn, cái này cái thông lắm luôn. Dạ. Yeah. Tới rồi. Đây ạ. À. Đây là khu mà. Wow. Tới rồi đây. Wow, cái view quá đẹp luôn. Cho các bạn. Đây là các bạn của Trang ạ. Biết xíu gì không? Dạ. Hello. Mệt lắm. Biết xíu gì không? Thiếu kem. Đây, đứng ở đây quý vị khán giả có thể thấy được toàn cảnh không gian ở chỗ này. Ở xa xa nãy mình đi lên đây là cái chỗ cẩm tú cầu rồi mấy nhà. Còn nguyên một cái khu này luôn. Nguyên cái khu này luôn là trồng cà phê. Ghê quá ha. Nguyên khu này luôn là trồng cà phê. Xung quanh luôn á. Và bên này cũng luôn là nguyên một cái vườn hoa cẩm tú cầu. Quá là đẹp, hình như đây chỉ là một cái chỗ cà phê thôi. Đó, tại vì đây là chỗ mới mà. Cái anh mới bắt đầu làm thôi, chứ chưa có hoàn thiện. Dễ thương quá. Đây là cái chỗ của cà phê. Hùng nó biết đánh đàn đúng không? Đúng rồi, đánh một bài hết chào mừng khi mình đến ha. Dạ, không biết đánh đàn này. Thì Hùng đánh đây cho đánh đàn Hùng nghe một bài. Dạ, đánh đúng không? Đánh một bài đi. Em nói cái này. Nói cái tên khác cho Hùng nghe.
thôi hả? Này 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 không? Này Giang sẽ đánh một bài hát để gửi tặng đến quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả cuối tuần thật là vui nha. Hôm nay là Trang có 2 ngày thứ bảy chủ nhật off, nên là Trang cùng các bạn của Trang đi du lịch ở Đà Lạt một lần, trải nghiệm cái cảm giác mà sống ở trong vườn, trong rừng như thế nào. Tại bữa giờ Trang cũng có chia sẻ với mấy bạn cái cảm giác mà Trang đi vườn hay với thiên nhiên như thế nào, thành ra là các bạn lần này muốn trải nghiệm cái cảm giác đó nha. Bài hát này cũng như là kết thúc của cái clip. Xin lỗi tại Trang đeo lên vườn cho mệt quá. Đây Trang sẽ đánh gửi tặng của bạn của bài hát. Tôi đánh bài hát nha. Hát bài gì vậy? Này đánh là biết rồi. Hát đi. Gì ta? Đúng sai gì nữa? Ngày cuối tuần thiệt là vui nha.